Ngọc Ngân xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân ở Ngọc Ngân Bến Tre. Không biết quý cô chú anh chị có nhớ địa chỉ nhà của Ngọc Ngân không nữa, đó là ở ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị thêm một cái dòng đột biến hay còn đột biến lá cẩm thạch nữa, đó chính là cây tra cẩm thạch hay còn gọi là cây lá hình trái tim. Thì đây là một cái loại cây rất là đặc biệt luôn, bởi vì từng cái lá của nó thì nó rất là đặc biệt luôn đó quý cô chú anh chị. Màu sắc của nó thì nó rất là xinh xắn và nó rất là dễ thương. Thì cái cây này thì nó cao là 42 gang tay. Cái thân cây bự nhất này thì nó cỡ như ngón chân cái của Ngọc Ngân. Một cây như vậy thì có giá là 700.000. Thì một cây Ngọc Ngân sẽ bao ship. Nếu mà quý cô chú anh chị muốn lấy cái cây nhỏ hơn thì sẽ là cái cây ở bên đây. Cái thân cây thì nó cỡ như ngón tay út của Ngọc Ngân. Chiều cao cây thì nó cao là khoảng 25 cm và nó có đế nơm như thế này. Thì cây này thì có giá là 350 đồng một cây. Thì một cây Ngọc Ngân cũng bao ship cho quý cô chú anh chị luôn. Ngoài cây tra cẩm thạch thì Ngọc Ngân còn nhiều loại đột biến lá cẩm thạch khác. Thì quý cô chú anh chị nếu mà yêu thích cái dòng cẩm thạch thì hãy về đội của Ngọc Ngân nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ và thành công nhé. Đây là hai cây này quý cô chú anh chị. Nó chênh lệch rất là nhiều, do đó là cái giá của nó cũng khác nhau. Cuối video thì Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị một lần nữa lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và có thêm nhiều thông tin bổ ích khi mà xem video của Ngọc Ngân nhé.